Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc sở hữu tri thức chỉ là một phần của bài toán thành công. Để thực sự tỏa sáng và đạt được mục tiêu, sự kết hợp giữa tri thức và kỹ năng thực tế đã trở thành một yếu tố quan trọng. Ngày nay, xu hướng giáo dục đào tạo coi người học là trung tâm với tinh thần giáo dục khai phóng trong nền giáo dục mở, hiện đại đã mở ra cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động ngoại khóa thực tế, khai phá những khả năng mới, nâng cao năng lực bản thân cả về kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng ngoài chuyên môn. Tham gia các hoạt động này cũng là một cơ hội để các bạn rèn luyện năng lực tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy đột phá đến các kỹ năng tự học, quan sát, học phân tích, học đúc kết, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề. Cùng với đó, các hoạt động, cuộc thi, chương trình góp phần quan trọng giúp nuôi dưỡng khát vọng, đam mê, sáng tạo, thấu cảm, kết nối và lan tỏa tình yêu thương, từ đó hình thành một thế hệ trẻ sáng tạo, nhiệt huyết và tài năng. Các bạn rất giỏi, rất là bản lĩnh. Tôi tin rằng là các bạn sẽ thể hiện được những cái mong mỏi mà nhà trường và ban tổ chức cuộc thi đặt ra. Chương trình đào tạo của Khoa Kinh doanh Quốc tế Học viện Ngân hàng hiện nay không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức sâu rộng, tạo điều kiện nâng cao năng lực tiếng Anh để hội nhập, mà còn đặc biệt chú trọng vào việc ứng dụng tri thức và thực tế. Bằng cách kết hợp các phương pháp học trực quan, thực hành thực tế và tương tác với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, sinh viên không chỉ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình học, mà còn có cơ hội trau dồi các kỹ năng, chuẩn bị cho mình hành trang vững chắc bước vào tương lai đầy thách thức.